Thái Bình, Hà Nam kiện toàn cán bộ mới. Ngày 26 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng và đề nghị trên cương vị mới ông Nguyễn Duy Chiến tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Cùng ngày, tại huyện Lý Nhân, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Đình Thoảng đã công bố quyết định về việc phân công điều động ông Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Nhân nhiệm kỳ 2020-2025 để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phân công, điều động ông Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Nhân nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu rèn luyện, tiếp cận nhanh với tình hình, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.